Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay lại một cái video clip nói về cái viên pin pin A123. Đây là một cái viên pin mà lúc mà mới giá nó là cặp. Thì bây giờ ở đây mình chỉ làm được cái hàng tháo khối để mà cân đối cái giá cho anh em thôi. Một viên pin dòng xả nó rơi vào tầm 120A nha anh em. Phù hợp với cái việc kích đề ô tô, kích đề xe máy đâu các kiểu. Nói chung là kích đề thì thoải mái luôn. Riêng viên này, hồi trước thì mình làm mấy cái mẫu dạng này. Mấy cái mẫu dạng này nhưng mà cái dòng xả nó rất là thấp. Mẫu này là mẫu chuyên về kích đề luôn. Hàng tháo khối nha. Thì đây là cái quá trình mà mình đang xử lý mấy cái cell pin này, đang gọt cell để làm cho nó phẳng cái bề mặt lại, để bấm kẽm cho nó ăn nó ok nhất đó. Đóng mấy cái khối pin cho quay rim nè, Sirius nè. Nói chung là những cái mẫu xe cơ bản thì chỉ cần tầm 2.5A. 4 viên pin này là chơi tốt, chơi ngon lành nha nè. Anh em nào có điều kiện tí xíu, có tiền chút xíu là mình lên được. Mình lên 8 viên lên được 5A, 12V 5A. Là những cái khối này thì em lắp đồ đề thoải mái luôn rồi. Còn anh em nào mà mình độ đèn, độ còi, độ các kiểu thì mình nhớ lên cái bộ sạc trên xe nha. Em bả nhiều thì cái nguồn sạc trên xe phải mạnh hơn, chứ không là không có pin nào cứu nổi đâu anh em ơi.